Xin chào tất cả các bạn, mình là Phúc Bùi đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Sky007, nhà phân phối chính thức của BA và Ellipse tại Việt Nam. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn make up thêm một tông hơi hồng hồng một chút và sử dụng em phấn má Ellipse Cheek Fit Blusher. Tụi mình cũng bắt đầu thôi. Em phấn má Ellipse Cheek Fit Blusher này có trọng lượng là 4g, được đựng trong hộp nhựa dáng tròn, nắp trong suốt, có thể thấy được màu sắc bên trong. Hạt phấn siêu mịn có độ lên màu ở mức trung bình nên sẽ rất thích hợp cho các bạn mới tập tành make up. Vì đã có sẵn lớp nền rồi nên mình sẽ vào phần make up mắt luôn. Đầu tiên là mình sẽ dùng màu 03 để làm base cho toàn bộ bầu mắt. Tiếp đến mình sẽ dùng màu 05, một màu hoa hồng khô dịu dàng để nhấn ở phần đuôi mắt cả trên và dưới. Vì là phấn má nên khi dùng cho mắt mà muốn lên màu chuẩn thì các bạn hãy chịu khó layer nhiều lớp hơn bình thường nha. Cho phần má mình sẽ dùng kết hợp em 04 và 06. Đầu tiên là mình sẽ dùng màu 04 để làm base cho toàn bộ phần má. Kế đến là dùng màu 06 đậm hơn để nhấn ở trung tâm gò má. Việc kết hợp giữa hai màu má hồng khác nhau sẽ giúp cho gò má tụi mình có hiệu ứng chuyển màu cũng như ửng hồng một cách tự nhiên hơn. Kẻ mắt và chuốt mi nhẹ nhàng là mình đã hoàn tất phần mắt rồi. Vậy là mình đã hoàn thành xong make up look của ngày hôm nay với sự trợ giúp của em phấn má Ellipse Cheek Fit Blusher này. Cảm nhận của mình về em nó là em nó có một bảng màu rất đa dạng, tím có, hồng có, màu đào cũng có luôn, sẽ phù hợp với nhiều tông da khác nhau cũng như là nhiều kiểu make up khác nhau nữa. Tuy là độ lên màu chỉ ở mức trung bình thôi nhưng mình thấy nó sẽ rất phù hợp với các bạn đang tập tành make up vì sẽ không sợ lên quá tay. Và em nó cũng không có mùi, không hương liệu nên sẽ an toàn với những làn da nhạy cảm nhất. Video này là hết rồi, các bạn thấy video này có hữu ích không? Nếu có thì comment phía dưới cho mình biết nha. Các bạn nhớ like, share và subscribe channel của Sky007 để đón xem những video mới nhất của tụi mình nè. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye!